Qua Đăng Khoa và Hà Mỹ Anh. Đây cũng là lần đầu tiên Hà Mỹ Anh đến tham dự Dần Chân Của Nhạc lần thứ 8. Còn Khoa là phải nói là mối ruột của Đình Ông cũng gần 15 năm rồi. Còn Hà Mỹ Anh thì mới năm ngoái. Hy vọng năm nay Hoàng Đăng Khoa, Bảo Ngọc, những nghệ sĩ tuồng cổ có mặt hôm nay, Triều Phiên Vĩ sẽ về lại Đình Ông trong tháng 10. Dạ thưa bà con, hồi nãy đứng bên trong nghe anh Minh nói là rất là thương tụi con. Nhưng anh Minh không biết rằng tụi con cũng rất là thương anh. Với tụi con khi mà được có mặt tại nơi đây không chỉ là để biểu hát, để biểu diễn không, mà đó là một gia đình nữa. Với con tại nơi đây là gia đình của con, tại vì con rất là hạnh phúc và may mắn. Mỗi năm con được về đây, được phụng cúng lịnh ông, lịnh bà và phục vụ tất cả bà con. Con xem bà con ở đây như một gia đình thứ hai của con. Cho nên đôi lúc con luôn cố gắng làm mới mình trong tất cả hoạt động, cũng như là ca nhạc, rồi kể cả hát, cả lưu tuồng cổ nữa. Nên mỗi năm bà con thấy là phục sức của con đều mới hết. Đây là cái sự tôn trọng của con đối với bà con à. Con cảm ơn rất nhiều. Dạ. Được. Thưa bà con, Hoàng Đăng Khoa là học trò cưng của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Cố nghệ sĩ Vũ Linh đã mất, nhưng Hoàng Đăng Khoa hôm nay muốn gửi đến bà con những cảm xúc suy nghĩ qua từng câu ca câu hát về cố nghệ sĩ Vũ Linh. Mặc dù là sức khỏe rất là mệt, nhưng Hoàng Đăng Khoa nói để Hoàng Đăng Khoa hát dài câu để gửi tặng đến bà con. Xin bà con cho tràng pháo tay để chào đón Hoàng Đăng Khoa. Xin thành cảm ơn Hà Mỹ Anh rất nhiều. Cảm ơn em gái. Kính thưa bà con, cho con dùng cái này à. Một lát ở đây con với Hà Mỹ Anh cùng với em Triều Phiên Vĩ sẽ gửi đến bà con một lớp trích đoạn do ba anh em mới vừa kết hợp để phục vụ bà con. Ngay từ bây giờ con xin được gửi đến một ca khúc của nhạc sĩ Thanh Phúc đã viết tặng cho con cách đây một năm. Và tại sao một năm qua con không hát? Tại vì một năm quá trời biến cố, quá trời biến động. Nếu mà con hát, người ta nói là con sẽ dùng hết những cái gì mà yêu thương để con PR tên tuổi của con, thật sự tội nghiệp cho con. Con chỉ kính trọng bằng cái lòng của con và cái sự yêu mến của con. Đúng ngày giỗ một năm thì nhạc sĩ Thanh Phúc có gọi cho con, nói Khoa ơi, Heo hát cái bài này đi. Tại cái bài này viết cho Heo mà cắt bài không hát thì con mới lấy ra con hát. Và con chỉ hát live trên sân khấu thôi. Con cũng chưa có biểu diễn trên cái diễn đàn nào hay là quay hình nào hết. Và hôm nay, lần đầu tiên tại đây, con xin gửi đến bà con một sáng tác của nhạc sĩ Thanh Phúc, viết về những giai diễn nổi tiếng một thời của thầy con là nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, với ca khúc Sáng Mãi Tên Người. Con xin mời cùng thưởng thức. Vẫn không phải giấu người xưa, một đời phong ba Vũ Linh xứng danh ông hoàng, tạo tiếng vang xa để bao vai diễn cho đời. Lương Sơn ba năm xưa hát đi bởi yêu anh đài, sai gì tay đi mất đi cơ đồ ngũ ba, chiều hình thọ tử sau sinh báo quan thầm thu thọ an tam ba đông nhân tôn lúc nghi mạng phi. Giờ người ra đi nỗi đau sầu bi ngậm ngùi tự ni biết nghìn chu, giờ còn trong nhau dài thương xưa, đâu rồi ngày tháng thó gian xó, đâu rồi dài diễn đã bao năm đi dấu dấu còn cầu phàng lê quê tiếc tinh sáng người đi đường bên quan lòng đau
ấy dương vì liều mình. Dặm trường bốn ba của phụ thân, đâu ngờ quân bao giới tan lưu, chuyên tình mãi chú mới cho cao dài xe duyên. Dài diễn xưa còn đây, bóng anh khuất nơi phương nào, giờ còn lại cho nhau luyến lưu nhớ thương ngày sau. Lòng vì nghiệp câu vũ linh gian mãi tên người, về chốn xa xăm vẫn luôn sáng hoài ngàn còn dáng bóng. Người người ghi nhớ mãi công ơn. Giờ người ra đi nói đau sâu bi, ngậm ngùi tự ly cách cách biệt cảm chung. Giờ còn trong nhau vài tuần xưa, đâu rồi ngày tháng thối gian xò, đâu rồi dài duyên đã bao năm ghi dấu vẫn còn. Cầu phạm lễ quê tiếc tin xác người đi, đường minh quang lòng đau thấy dung vì liều mình. Dặm trường vuông ba của phụ thân, đâu ngờ quân bao vẫn lạc lưu, chuyên tình mãi chú mới cho cao dài xe duyên. Dài diễn xưa còn đây, bóng anh khuất nơi phương nào, giờ còn lại cho nhau luyến lưu nhớ thương ngày sau. Lòng vì nghiệp con về chốn xa xăm vẫn luôn sáng hoài ngàn năm. Lòng vì nghiệp tôn vũ linh và mãi tên người, về chốn xa xăm vẫn luôn sáng hoài ngàn năm. Dạ, con xin được cảm ơn rất nhiều. Bây giờ con xin vào trong mà còn rất nhiều tiết mục đang chờ những tràng vỗ tay của sự yêu mến của quý vị. Cảm ơn bé rất nhiều đó bé.